Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Xe Xe Vlog. Thì hôm nay là ngày 1 tây tháng 5 á, là ngày cuối cùng của lễ nha. Thì mình với lại ba mẹ mình, ông bà nội của con bé đó là đang ở quán buffet hải sản Han ở số 237 Phạm Văn Chiêu. Đây, số 237 Phạm Văn Chiêu. Quán là chuyên các món nướng nha, các món hải sản nhưng mà mình không biết chuyên nướng không nữa, để giờ vô thử. Uống luôn á hả? Có sambo không em? Lấy anh 7 úp đi. Đây là bàn của nhà mình nè, bây giờ cũng sạch sẽ ha. Đây là một quán hải sản buffet. Mình sẽ xem coi có những cái món gì ha. Đây là những món anh đã được chế biến sẵn nè, ốc len xào dừa nè, có móng tay chắc là rang me nè. Chân gà xào hành thì phải. Rồi vẹn xanh là những món chế biến sẵn nè đó, rồi có xoài, rồi chén mì, trái cây với lại chè đó. Ồ, ủa gì như mẹ nói là ở đây mỗi người một con cua hả? Nó sẽ mang tới tận bàn. À, nhưng mẹ mình nói là mỗi người ở đây sẽ được một con cua nha. Đó, có mấy món này nè. Ồ, là họ chế biến sẵn rồi, mình đúng chỉ rồi. Có việc lấy thôi đúng không? Này, nướng mỡ hành nè mọi người. Đó. Còn đây chắc mình nghĩ là dành cho bạn nào mà nhà nào mà thích nướng á, đó sẽ lấy nè, bò cuốn nấm nè. Đó. Rồi mực bạch tuộc, vú heo, cá. Rồi này chắc mấy món bỏ lẩu. Còn đây là sẽ có quầy hải sản tươi sống nha, gồm có tôm càng xanh nè, đấy, ghẹ, tôm càng xanh, ghẹ với lại cua. Nhớ ăn mấy món này là chúng ta phải ăn cho vừa đủ với lại cái sức ăn nha mọi người, đừng nên ăn dư quá, nếu dư quá là nhà hàng sẽ phạt tiền nha. Đây chúng ta sẽ có những cái món giống như là món khai vị nè, mấy món gỏi nè. Đó. Mấy món gỏi nè. Salad rau. Cơm chiên. Ngô, hấp xả. Súp. Mì. Hộp vịt lộn, chắc này hộp vịt lộn xào me rồi. Quán này là như theo tìm hiểu là cũng mới mở đây nha mọi người ha. Không gian của quán á, là rất là ok nè. Đây chúng ta nè, có cua nè. Có cua, có ghẹ. Và có tôm càng luôn nha mọi người ha. Bé nhà mình nó đều ba trước khoai tây với lại gà rán nha mọi người, cho nó đều ba trước để nó đỡ quậy. Này là ông bà nội của ông bé mới săn được nè. Đó, sò điệp nướng với lại này ủa đâu phải sò điệp nướng đâu, cháy tỏi. Sò điệp cháy tỏi với lại ốc hương cũng cháy tỏi luôn. Ở đây là ốc tỏi nè. Ủa một vé là nhiêu ạ?
Để lấy nữa mình hỏi mẹ coi, tại hôm nay là ông bà nội nó bao. Đây nè, buffet hải sản 2 nha mọi người. Mình đi lấy nước chấm nha mọi người. Mới lấy thêm nè mọi người. Giờ con xà điện nướng mở nước phô mai giờ ngon không? Với lại con này là chắc hương. Con sò gì đó. Sò hương. Sò hương, ba mình nói là sò hương nướng mỡ hành. Mấy món này chế biến sẵn nè. Ok. Thì mẹ mình có nói á là cái do hôm nay là ngày lễ cho nên là giá vé của một người á là sẽ vào đỡ là 260.000 cho một người nha, còn ngày thường là sẽ là 249 đó. Thì với cái giá là 260 hoặc là 249 ngày thường á đó, thì khi mà ăn á là mỗi người sẽ được một con cua tặng free, rồi mấy con tôm càng á thì ăn thoải mái nha đó. Cua là mỗi người sẽ được một con, rồi còn nếu như mà mình mua cái vé gọi là 380 một người á thì sẽ ăn thoải mái cua nha, ăn bao nhiêu cua cũng được hết á đó. Đó thì mọi người có gì tham khảo để lựa chọn nha. Mình đề ba con sò điệp nướng phô mai nè, giờ hấp dẫn á, mời mọi người nha. Phô mai béo ngon nha. Sò điệp qua sò điệp ok, kiểu như là không phải là hàng để qua ngày á, hiểu không? Cái phô mai ăn béo ngon lắm nha mọi người. Cái hình thức á mà của quán này á nó làm như kiểu mấy cái nhà hàng mà sang trọng mọi người, là sẽ có cái quầy á mà họ chế biến sẵn hải sản cho mọi người á đó, là cứ làm trực tiếp ra rồi sau đó là mình lấy hàng nóng ăn, rồi cứ thế là họ cứ làm tiếp, hiểu không? Đó giống như mấy cái nhà hàng sang trọng á. Và nhưng mà mình mới biết thêm cái nữa, đó chính là mấy cái quán này nè, cái giá hồi nãy mà mình nói cho mọi người biết á là giá chưa có thuế nha, thuế sẽ được cộng thêm 8%, nghĩa là cái giá mà hồi nãy mình nói cộng thêm 8% vô cho mỗi đầu người nha. Này là ốc hương nha mọi người. Nói chung là thấy về cái decor của quán á, thì đầu tiên là thấy quán nó cũng rộng sạch sẽ, còn mấy cái quầy đồ ăn á, thiết kế thì cũng ok, giá cả thì đối với mình thì thấy chắc cũng được, giá thấy cũng được á, thấy hơi cao nhưng mà nếu mà xét ra hải sản ở đây á, ăn nãy giờ á, là thấy nó chắc hàng tươi, hàng sống đó mọi người, chứ không phải là hàng mà để chết rồi để qua ngày đâu. Để tươi yên tâm. Ốc hương. Đấy, bé con mình á, còn bé á, mọi người. Cho nên á, là không ăn được mấy cái món ốc này. Chỉ ăn được giống như là tôm, cua thôi, hiểu không? Cho nên là lát nữa sẽ lấy cái tôm cua cho bé ăn. Còn bây giờ á, là bé ăn trước với mì khoai tây này nọ, rồi mấy món sò này nọ chưa cho ăn được đó. Tại nó cũng dai quá, bé ăn ghê mà không nuốt chọc vô. Con sò này nướng mỡ hành ngon này mọi người. Sò dương á. Chúng ta sẽ tới ốc tỏi nha mọi người. Ốc tỏi. Ui. Bỏ cái phần đuôi ra nha mọi người. Ốc tỏi nha mọi người. Thịt ú không? Giờ bả không? Tôi sẽ đưa con này cho vợ mình ăn nha. Đây còn con ú nù nữa nè.
ra, bỏ cái phần đuôi đi ra nha mọi người. Đó, bứng ngay phần đuôi kéo ra. Chấm với lại muối tiêu ớt chanh mọi người nhé. Ốc tỏi nó hơi dai, ốc tỏi á, nó hay có bị nhớt á, nhưng mà ăn á, nó khá là chắc nha. Nó nghĩa là quán xử lý á, là hầu như là ăn không không có cảm nhận nó bị nhớt luôn á mọi người. Ok, đây cái phần đầu này là cái phần mà giòn giòn nè, vô nha. Đây có ốc tỏi nha mọi người ha. Vô. Ăn ngập miệng luôn á, nói không được. Nãy giờ mẹ mình đó khen cái món ốc hút này nè, ốc hút gì ta, ốc len xào dừa nó ngon. Mình không có thích hút cho lắm nhưng mà thử rồi coi. Nếu mà xét về cái độ mà béo cốt dừa á, thì nó thua cái quán ở dưới Vũng Tàu, cái quán lẩu mực nấu chao á. Cái nước cốt dừa của lẩu mực nấu chao nó béo hơn này. Ốc này mọi người. Cái đâu ông nội ăn đâu cay. Ăn thử coi. Được thôi. Chứ mình không thích ăn hút, ăn ốc hút cho lắm. Sườn nướng này nó nguội rồi. Nếu mà cái quán này họ biết á, nghĩa là sau khi nướng xong á, họ để dưới trong cái dưới cái đèn và cái đèn sưởi ấm á, để nó vẫn giữ được cái độ ấm á, thì nó sẽ hay hơn. Và mọi người nha, nếu mà mình nghĩ ăn mới nướng xong á thì cái sườn này sẽ ngon hơn á, còn bây giờ là kiểu nó nguội nó khô á mọi người. Nhưng mà cái gia vị á, nêm nếm ướp á, cái gia vị nêm nếm ướp cái sườn á ăn ngon, ngon. Còn mình nó thấy con tôm nó biểu cảm nó bỏ luôn khoai luôn rồi. Nó bỏ luôn khoai rồi, nó giục khoai luôn rồi. Bé con nãy con thấy tôm con nói gì? Wow. Qua lại coi. Ông nội đang lột tôm cho bé ăn nè. Từ từ để ông lột tôm cho con ăn nha. Ông cho nó cầm gương đi ba, nó cong chọc chọc cái cây vô miệng á. Ngon không? Cái ly kìa mày, cái chân. Nó bỏ luôn hai luôn. Nó dẹp hết khoai dục luôn. Yeah. Hãy cứ yên tâm á, khi mà mình đang ngồi ăn á thì sẽ có nhân viên lại hỏi trực tiếp mình luôn là quán có cua với ghẹ, anh được chọn một trong hai loại thì anh chọn con cua hay con ghẹ. Thì do mình á là mình thích ăn ghẹ hơn cho cái vỏ của nó mỏng á, cho nên mình gọi ghẹ. Đây, size con ghẹ nó sẽ như thế này nha mọi người, nhỏ hơn lòng bàn tay xíu. Giờ quan trọng là ghẹ nó có chắc thịt không ha. Gạch kìa, gạch ghẹ nè. Ừ.
ok, thịt cũng ok nha mọi người, không có bị bở nha. Đấy. Nếu mà mọi người muốn ăn cua với ghẹ mà ăn không giới hạn á thì mua giá từ 360 ha, mua cái vé 360 một người thì sẽ được ăn không giới hạn cua ghẹ luôn. $380 nha, sorry mọi người nha, lộn giá hoài. Tôm càng nha mọi người, size tôm càng của quán thì sẽ như thế này nha. Đây là tôm còn sống luôn nha. Hồi nãy như mình có đang quay ở trong cái bể á, cua, ghẹ, tôm là còn sống hết nha. Gạch nè, vô. Béo. Đầu gạch ngon nha. Với lại ở đây á là khi mà ăn á, mấy cái dĩa mà rác á, bình rác á là sẽ tự động sẽ có nhân viên tới dọn nha mọi người, cho nên cứ yên tâm việc trong việc ăn uống nha. Ngon. Thì mình quên á, không mang theo cái chai nước chấm á của Mỹ á, chai giống như chai tương ớt của Mỹ á, nó chua chua cây cây, ăn hợp với hải sản lắm, quên không mang theo đó. Ghẹ nè đó, mình bấm vô đây cái rồi sau đó là mình kéo nó ra là mình sẽ được nguyên cái đùi ghẹ luôn nha mọi người. Này mình đưa cho con mình á. Chúng ta tới món kế tiếp nha mọi người, nguyên dĩa sò mai luôn nè. Wow, mém nữa. Wow, sò mai nguyên con bự luôn nha mọi người. Ủa mà bình thường á là mình thấy sò mai á là người ta sẽ bỏ gan rồi bỏ đít đuôi á mọi người, chỉ giữ lại cái còi thôi đó. Còn ở đây á là mình thấy họ đỡ nguyên con luôn nè. Mời mọi người nhé, để tránh mà bị tào tháo rượt á thì mình vẫn lấy đúng cái còi của nó ăn thôi nha mọi người. Còn mấy cái như là ruột này nọ thì thôi, không có ăn, mất công lắm. Được cái là cái còi của con này bự nha mọi người. Bướm á thì mình lấy chút vốn này mà lấy chút nước. Còi nè, bự không? Được. Nó như ngọt thịt, nó dai, ngọt thịt, dai, ngon, ngon nha. Sò mai á, bình thường mình không thích ăn sò mai đâu, lại thấy nó bị teo á mọi người. Sò mai ở đây tươi, ngon lắm nha. Mình nhà mình á là ăn những cái món như là món luộc, món chế biến sẵn rồi mọi người. Thì bây giờ là tiến tới là món nướng nha. Đó, nướng là sẽ mở nồi ra như thế này nè, rồi bật công tắc điện bên kia kìa. Đó, công tắc điện bên đó đó, rồi bỏ vô là nướng thôi. Như quầy nướng hồi nãy mình có quay rồi, bạn muốn ăn bao nhiêu bạn lấy bạn ăn. Thì ở đây là nhà mình là lấy vú heo nướng nè, giờ hấp dẫn không? Ngoài ra là sẽ có lấy luôn cả mực nè, bạch tuộc nè để nướng luôn nè. Vú heo nướng nha mọi người, thơm quá nha. Trong cái hai đứa sau khi mà mẹ mọi người yêu phụ có nướng là cái nghĩa là món nướng á, lúc nào nó cũng có cái vị đặc trưng riêng của nướng á mọi người. Mình đang chờ món mực nướng, mực nướng nè mọi người.
hấp dẫn không? Ồ, thơm luôn á, rất là thơm nha. Vô. Mềm ngon. Mật dừa hấp dẫn không? Mật ngon lắm nha, mật mà nướng kiểu này á, ngon lắm á. Chắc lát ra làm thơm dĩa mật nữa, với một chút vú heo. Vô. Chết. Quán mở bài bít bê nè mọi người. Không biết có bị đánh bản quyền không nữa. Đi ăn mấy quán này mà mở mấy nhạc á cũng ghê lắm. Không biết có bị già bị tắc tiếng không. Nhà bếp á là sẽ cho ra món theo từng khung giờ nha. Thì bây giờ là họ cho ra những món giống như là tôm sốt phô mai với lại hàu sốt phô mai. Cái phô mai ở quán này béo ngon á. Tôm nướng phô mai ngon. Ngon nha, ngon rất là ngon nha. Ngon. Ồ, ngon nha. Hồi nãy á, là mình tôm á, là lấy gần sắp hết luôn rồi mọi người. Còn có mấy con lấy á, vớt được. Wow, ngon quá. Quá ngon, béo nữa. Đây. Mọi người chỉ cần á, giống như là ứng nó ra vậy nè. Đó là thịt nó sẽ ra hết như thế này nè. Cho thêm miếng muối tiêu vô. Đó. Cho thêm miếng muối tiêu vô. Mời mọi người nha. Quá ngon, xuất sắc. Ăn xong hết rồi nha mọi người ơi. Tính tiền luôn. Đây là giá nha. Cộng thêm VAT 8% nữa nè. Đây à, kết thúc một tay tháng 5 thì chắc chỉ vậy thôi nha mọi người ha. Cảm nhận về quán á, thì ok. Quán sạch sẽ, đồ ăn ngon tươi. Giá cả thì có hơi mắc một xíu nhưng mà ok. Nói chung là cũng đi đôi với chất lượng. Thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye. Con mình quẩy quá. Bây giờ thì nhà mình á, sau khi ăn quán buffet hải sản xong á, thì đi ra bên hội chợ ở công viên Làng Hoa kế bên nhà mình luôn á nha. Công viên Làng Hoa này á, hay diễn ra hội chợ lắm. Mà nhà mình thì gần đây á, đây là lần đầu tiên mà nhà mình ra hội chợ này luôn á mọi người. Tuy là nhà ở kế bên, tại bây giờ ở trong nhà nó nóng quá thì giờ thôi kệ đi ra ngoài này á để cho nó mát. Ok mọi người ơi, bây giờ là mình chơi máy bay với con gái mình nha. Hai mẹ kìa. Woo!
bay như thế nào? Bay. Chim bay rồi, con làm chim bay ra. Mới ăn xong mọi người ơi, mà quay về chóng mặt quá, chóng mặt ghê luôn. Trời ơi, mới ăn xong chóng mặt quá. Ồ, mình nó khoái mà mình chóng mặt quá mọi người ơi. Chóng mặt quá mọi người ơi. Ăn xong rồi bay cái chơi cái trò mà đu đu đó đó, chóng mặt ghê hồn luôn á. Con mình nè, con mình giờ nó đi chơi qua tàu lửa nè, đi chơi với ông nội đó. Coi cái tay của nó kìa, coi cái tay của nó kìa, làm cái gì vậy? Cái tay của nó kìa. Trời ơi, cái tay của nó kìa. Trời ơi, con tay của nó kìa. Trời. Cái cô này là bất chấp tập thể dục luôn mọi người. Tại cái chỗ này là tối á, công viên á, hay có nhiều người ra đây tập thể dục á. Họ có nhiều người á là họ sẽ là vẫn nhân cơ hội ráng tập thể dục cho bằng được. Cho nên là các bạn sẽ thấy là tự nhiên tàu lửa đang chạy mở chính giữa thì có cái cô chỗ đang tập như thế này nha. Đi chơi với ông bà nội á, cho nên là nè khoái lắm, cho cháu chơi tất cả các trò luôn. Bây giờ là cháu chơi câu cá. Xong rồi nha mọi người ơi, bây giờ chơi thì cũng chơi đã rồi, ăn cũng ăn no rồi, giờ thì mình về nhé. Ở bên bên kia nữa nó có những khu văn nghệ rồi ăn uống này nọ nữa, nhưng mà nhà mình thì lại không thích như vậy, chứ lại mới cũng ăn no rồi mọi người, cho nên cũng không có nhu cầu đi ra ăn nữa. Giờ thì đưa con bé về cũng cho nó đi ngủ á, mai đi học. Ok, và đó là tất cả những gì diễn ra trong ngày cuối cùng của ngày nghỉ tại lễ 30/4/1/5 nha mọi người. Nếu mà mọi người thấy hay á, cho mình xin một lượt like đăng ký kênh để cho mình biết là có nhiều người thích kênh của mình á, để mình làm tiếp những video khác nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha, bye bye.